tam muội trong cõi nước rộng lớn nơi tất cả pháp giới thị hiện niết bàn tam muội kiến trụ nơi tối thượng tam muội nơi tất cả cõi phật hiện đủ thứ thân chúng sinh khác nhau tam muội vào khắp tất cả phật trí huệ tam muội biết tánh tướng của tất cả pháp tam muội một niệm biết khắp pháp ba đời tam muội trong niệm niệm thân hiện khắp pháp giới tam muội dùng trí sư tử dũng mãnh biết tất cả như lai xuất hiện ra đời thứ lớp tam muội nơi cảnh giới tất cả pháp giới mắt huệ viên mãn tam muội dũng mãnh hướng về thập lực tam muội phóng quang minh tất cả công đức viên mãn chiếu khắp thế gian tam muội tạng bất động tam muội nói một pháp vào khắp tất cả pháp tam muội nơi một pháp dùng tất cả lời nói âm thanh khác nhau giáo huấn giải thích tam muội diễn nói pháp không hai của tất cả chư phật tam muội biết bờ mé ba đời vô ngại tam muội biết tất cả kiếp không khác biệt tam muội phương tiện vào thập lực vi tế tam muội nơi tất cả kiếp thành tựu tất cả bồ tát hạnh không đoạn tuyệt tam muội thân hiện khắp mười phương tam muội nơi pháp giới tự tại thành chánh giác tam muội sinh tất cả thọ an ổn tam muội xuất hiện tất cả đồ cha nghiêm để cha nghiêm cõi hư không tam muội trong niệm niệm xuất hiện thân mây biến hóa đồng số chúng sinh tam muội như lai tịnh không nguyệt quang minh tam muội thường thấy tất cả như lai trụ hư không tam muội khai thị tất cả phật trang nghiêm tam muội đèn chiếu sáng tất cả pháp nghĩa tam muội chiếu cảnh giới thập lực tam muội tất cả phật tràng tướng ba đời tam muội tất cả phật một mật tạ ta muội trong niệm niệm chỗ làm đều rốt ráo ta muội vô tận phước đức tạng ta muội thấy vô biên cảnh giới phật ta muội kiên trụ tất cả pháp ta muội hiện tất cả như lai biến hóa đều khiến thấy biết ta muội trong niệm niệm phật nhật thường xuất hiện Ta muội trong một ngày đều biết hết thảy pháp ba đời. Ta muội phổ âm diễn nói tất cả pháp tánh tịch diệt. Ta muội thấy tất cả lực tự tại của Phật tam muội pháp giới khai phu liên hoa tam muội quán các pháp như hư không chẳng có trụ xứ tam muội biển mười phương khắp vào một phương tam muội vào tất cả pháp giới không đáy nguồn tam muội tất cả biển pháp tam muội dùng thân tịch tĩnh phóng tất cả quang minh tam muội trong một niệm hiện tất cả thần thông đại nguyện tam muội tất cả thời tất cả nơi thành chánh giác tam muội dùng một trang nghiêm vào tất cả pháp giới tam muội thân hiện khắp tất cả chư phật tam muội thần thông trí biết tất cả chúng sinh rộng lớn thù thắng tam muội trong một niệm thân đó khắp pháp giới tam muội hiện một thừa tịnh pháp giới tam muội vào phổ môn pháp giới thị hiện đại trang nghiêm tam muội trụ trí tất cả bánh xe phật pháp tam muội dùng tất cả pháp môn trang nghiêm một pháp môn tam muội dùng lưới nhân đà la hạnh nguyện nhiếp tất cả cõi chúng sinh tam muội phân biệt tất cả thế giới môn tam muội ngồi hoa sen tự tại du bộ tam muội biết thần thông trí huệ của tất cả chúng sinh đủ thứ sự khác biệt